Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến quy hoạch chia lô đất ở dân cư để bán đấu giá tại vùng Bầu Hoa, xóm Nhân Hậu, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, một số người dân trên địa bàn xã phản ánh chủ trương thu hồi đất nông nghiệp hai lúa để quy hoạch làm khu dân cư là không đúng theo quy định. Từ phản ánh của người dân, phóng viên chuyên mục Alo NTV Kết Nối đã về xã Hùng Tiến để tìm hiểu sự việc. Đây là khu vực được quy hoạch để xây dựng đất ở tại vùng Bầu Hoa ở xóm Nhân Hậu, xã Hùng Tiến. Sau hơn một năm triển khai, đến nay toàn bộ diện tích khu đất ruộng đã được quy hoạch vẫn đang để không. Trên diện tích đất này, gia đình ông Nguyễn Bá Lợi ở xóm Nhân Hậu có hơn 2 sào đất để sản xuất lúa. Thế nhưng, khi xã có chủ trương lấy đất để quy hoạch xây dựng đất ở, gia đình ông cũng đồng tình ủng hộ. Ruộng của tôi thì lại là đất màu, mà sẽ lẫn giữa cái vùng đất hai lúa, thì làm màu thì lại ảnh hưởng bị nước. Thời tối cũng phải làm lúa theo họ, rồi lại gần khu dân cư. Và khi có chủ trương của chính quyền chuyển đổi thì vừa là ủng hộ chính quyền, nhưng mà cũng tạo điều kiện cho chúng tôi chuyển đổi cái đất này, thực ra là canh tác nó cũng tốt lắm. Qua tìm hiểu, phóng viên Alo NTV Kết Nối được biết, trên diện tích 2,4 hectare đất sản xuất lúa vùng Bảo Hoa bị thu hồi của 49 hộ ở hai xóm Nhân Hậu và xóm Trung Cửu, được Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến lựa chọn lập quy hoạch chia lô đất ở để đấu giá. Sau khi có chủ trương, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành làm các thủ tục thu hồi đất và đầu tư xây dựng theo đúng quy trình được các cấp phê duyệt và được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Tôi cũng có mạnh một trao đây, nhưng mà ba tôi cũng ký cái văn đầy đủ cả rồi mà còn tỉnh cho hai môn làm rồng là tỉnh rồi mà xa hồ. Ba tôi là cả xóm họp mấy lần rồi là cho là đồng ý cả rồi. Theo cái mong muốn của nhân dân thì nhân dân thì rất là đồng tình rồi, nhưng mà mong rằng là có cái sự đền bù sớm để cho nhân dân khỏi là ngờ vực rằng là đó là không phải chủ trương. Theo dự kiến, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc xây dựng hạ tầng sẽ được triển khai. Tuy nhiên, do công tác đấu thầu xây dựng cộng với việc đền bù đất sản xuất nông nghiệp cho dân chưa được triển khai, trong khi đó đất ruộng lại để không. Vì thế mà một số hộ dân cho rằng việc quy hoạch sai nên không thể thực hiện. Các cái thủ tục hồ sơ thì là làm từ huyện duyệt xong và lên tỉnh thì để chờ, cũng phải chờ các cái quyết định, các cái văn bản của tỉnh, của huyện rồi cho phép thì cái này mới là tổ chức là xây dựng kết cấu hạ tầng được. Thì vừa rồi huyện mới phê duyệt xong thì anh em chuẩn bị khởi công rồi. Cho nên là anh em cũng phải thông báo dân là tạm dừng sản xuất để rồi xây dựng kết cấu hạ tầng đến đó, chứ không mới dẫn sản xuất ra đến khi là cũng lãng phí. Chủ trương quy hoạch mở rộng các khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới là hết sức cần thiết. Vì thế trong quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn cũng cần cắm các biển thông báo cũng như công khai các bước nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chuyên mục Alo NTV Kết Nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.